muốn đánh bây giờ phiếu, trên muốn đường đánh mình thêm, nghĩa là đi qua tăng giá tham quan Nhà Trắng nên là tăng các giá bạn. Muốn mà đặc biệt rồi, là thời điểm đó là người Mỹ mình nhé. Ở Mỹ phải đóng bây thuế cho vua âm hàng năm để nuôi các cuộc chiến tranh của ban đầu 13 đoàn đội địa đầu tiên của nước Mỹ là họp bang, chứ lúc đó chưa có chính quyền liên bang. Họp bang là họp lại nhưng không có liên đới với nhau, xa xa và không thể gọi là liên bang. Lúc đó thì mỗi bang vẫn xài tiền riêng của mình, vẫn có những chế độ riêng của mình, và không có bang nào vừa bang nào hết. Họ chỉ họp lại với nhau để đánh đuổi người ăn thôi. Nhưng mà trong suốt khoảng thời gian đến năm 1700, tại vì mình biết là cái cuộc tranh cử tổng thống của Donald Trump và Hillary Clinton á, mình biết là tốn bao nhiêu mà gần mỗi người như vậy 1 tỷ đô la, và cả nguyên cả chiến dịch đó cho cả hai cuộc tranh, cho cả cuộc tranh cử của hai người, tổng lại tất cả những gì mà vận động rồi quảng cáo tuyên truyền lớn là đến từ nhà những nhà mà những người mà đi theo phe phái của những cái đảng viên này. Khi mà muốn tranh cử tổng thống thì người ta phải lập ra những cái ủy ban. Cái ủy ban thứ nhất là chuyên đi vận động nguồn tài trợ, cái ủy ban thứ hai là quản lý hình ảnh và quảng bá những cái gì liên quan đến việc tổng thống đó, đi đến từng bang, từng địa phương, hứa hẹn tôi sẽ làm điều gì cho nước Mỹ, tôi sẽ làm điều gì cho quý vị, quý vị hãy bầu cho tôi. Và cái ủy ban cuối cùng là cái ủy ban chuyên đi xăm soi. Tôi không biết đặt tiếng Anh nó là cái gì nhưng tôi hiểu nó là chuyên đi xăm. Đây là bộ ngân khố nè các bạn, bộ ngân khố của quốc gia Mỹ đây. Rồi bây giờ đoàn mình đang tiến qua khu vực Nhà Trắng. Rồi bây giờ mình đã tới cái khuôn viên của Nhà Trắng rồi các bạn ha. Đó. Đây là Nhà Trắng nha các bạn. Nhưng mà mình thì không được phép vào. Mình chỉ ở phía ngoài nhìn xem thôi. Lớn hả các bạn? Nhưng mà thật sự thì nó nhỏ hơn so với những cái nhà tưởng niệm. Đây đây là nơi ở và nơi làm việc của Tổng thống đương thời nha các bạn. Những cái video vừa rồi mình quay được cận cảnh, bây giờ coi như là cảnh sát đã đuổi không cho mình đứng gần cái hàng rào của Nhà Trắng. Và bây giờ mình đang tiến về bờ bên đây. Cũng may là hôm nay mình đi á thì họ không có rào trắng Nhà Trắng, cho nên mình có thể vào tới tận nơi. Và bây giờ mình quay trở ngược lại cho các bạn xem Nhà Trắng ha. Nơi làm việc của tổng thống và nơi ở của tổng thống đương kim nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Để mình zoom gần lại cho các bạn xem ha. Và đây là Nhà Trắng nha các bạn. Rất là nhiều đoàn tham quan du khách nước ngoài và những học sinh trong nước cũng đến đây tham quan nha các bạn. Và nguyên cái đống bùi nhùi như thế này là cái nơi coi như là biểu tình chống đối của một số người. Họ che liều trước cái Nhà Trắng như thế này để chống đối chính phủ nha các bạn. Bây giờ cũng như cảnh sát đã đuổi cái số người tham quan từ cái bờ rào bên Nhà Trắng qua bên bờ bên này. Bên này thì mình có thể đứng chụp hình và quay phim thì được, chứ còn sát bên bờ rào không được nha các bạn. Chỉ có những người đăng ký online trước từ 3 tới 6 tháng thì mới được phép vô đó tham quan nha các bạn. Thì được vô đó tham quan theo như mình nghĩ chỉ có những công dân tại Mỹ thì họ có đủ thời gian để đăng ký và được vào đó tham quan. Rồi video Nhà Trắng của mình đến đây đã kết thúc. Hẹn các bạn video lần sau có những điều hay ho hơn nha các bạn. Các bạn yêu thích video của mình thì các bạn có thể bấm đăng ký, chia sẻ và like cho mọi người cùng xem. Bye bye các bạn. Hẹn các bạn các clip lần sau. Bye bye. Rồi mình chào tạm biệt Nhà Trắng.